bless you. Chào các bạn, mình là Young Animation Artist. Hiện tại mình đang là một freelancer. Đây là vlog đầu tiên của mình. Thật sự thì mình đã thích làm vlog lâu rồi. Cho đến hôm nay thì mình có điều kiện để thỏa mãn đam mê. Mình quay tối bởi vì mình hơi bị ngại trước camera, không tự tin lắm trong cái việc là nói chuyện với camera mà mình ngày nay. Cho đến ngày mai thì mình không còn làm freelancer full time nữa, và mình sẽ chuyển sang làm full time trong một công ty game. Mình chỉ vừa mới được nhận thôi. Quay trở lại cách đây 6 tháng, vẫn là một người làm việc full time, đi từ sáng đến tối và nghỉ thứ bảy chủ nhật như bao người khác. Bỗng dưng một ngày công ty mình phá sản bởi vì doanh thu không đáp ứng đủ việc trả lương cho nhân viên. Vậy nên là mình đứng trước bề vực là thất nghiệp. Ngay lúc đấy thì mình thật sự là mình đã rất là mệt mỏi với công việc mà mình đã làm liên tục trong khoảng 2 năm. Và mình quyết định là mình đi ra làm freelancer. Cứ nghĩ là mình sẽ không không thể sống được qua tháng đầu tiên đâu. Nhưng mà ngay khi mình nghỉ việc ấy, thì mình đã có cái job đầu tiên của một người bạn là ca sĩ, đã đặt mình sản xuất một video. Từ sau giây phút đó mình biết là có duyên với cái nghề này. Mình làm liên tục trong vòng 6 tháng, và tháng nào, hầu như là tháng nào doanh thu của mình cũng vượt ngoài 20 triệu. Mình cũng khá là ấn tượng khi mà lương tháng trước đây của mình chưa bao giờ vượt qua con số 15 cả. Mặc dù trong khi đi làm ở công ty ấy, thì mình cũng có làm freelance, nhưng mà thật sự là nó không nhiều. Và thời gian của mình dành cho việc freelance nó không không nhiều lắm. Vậy nên là số tiền mình kiếm được lúc mà mình đi làm full time ở công ty ấy, nó rất ít. Khi mình số tiền mình kiếm được lúc mà mình nghỉ, mình nhận ra là ủa, hóa ra là mình có thể sống được chứ. Mình hoàn toàn có thể tự chủ cuộc sống của mình, không cần công ty. Làm freelance trong vòng 6 tháng nó rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm, nó cho mình những bài học về giao tiếp với khách hàng, quản lý tài chính, teamwork. Mặc dù trước đây công ty mình đã có rồi, nhưng mà thật sự là nó không thể nhiều như là cái việc mà mình đang làm full time, khi mình chỉ có lựa chọn là một, hoặc là làm được, hai là chết đói đó. Và sau 6 tháng thì mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Quay trở lại vấn đề tại sao mình lại dừng việc freelance những tháng gần đây nhất ấy, thì mình nhận ra là trình độ của mình không hề tăng lên và mình đang hài lòng với chính bản thân mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là số tiền mình kiếm được nó chỉ luôn loanh quanh ở mức 20 triệu một tháng, cỡ 1.000 ấy. Thì điều đó không thể đảm bảo cho cuộc sống của mình tương lai sau này. Và sau này có vợ con nữa thì mình cũng không thể chắc chắn được là mình sẽ đi đến đâu, về đâu. Với cái lượng kiến thức và trình độ của mình lúc này thì mình chỉ có thể kiếm được những công việc mà nó mang lại cho mình giá trị tương ứng. Và mình không hề có cái thời gian để dành cho việc update kiến thức, bởi vì mình đã phải lao vào cái guồng, gọi là guồng làm job. Và những cái việc mà khách hàng đặt ấy, thì nó không, thường là nó sẽ không vượt qua trình độ, bởi vì là một freelancer ấy, đều sẽ không dám nhận một cái việc mà quá sức của mình trong một khoảng thời gian mà khách hàng yêu cầu. Khi làm freelancer thì bạn phải có hai yếu tố chính quan trọng nhất, đấy là tiến độ hoàn thành và đạt yêu cầu tiêu chuẩn của video. Và nếu mà bạn không có đáp ứng hai yếu tố đấy thì bạn sẽ mất danh tiếng và có thể sẽ không nhận được job sau. Khi làm freelancer thì phải chữ tín là rất là quan trọng. Mình thì không thật sự là muốn dừng ở như thế này. Nếu cứ túc tắc như thế này thì mình chỉ hài lòng với cuộc sống độc thân thôi. Và tương lai sau này nhà mình chưa biết. Đấy, và mình sẽ quay trở lại làm việc full time trong công ty. Cái lợi được làm trong công ty ý, thì bạn sẽ có khả năng được làm những job lớn hơn, kỹ năng của bạn, làm việc với nhiều người hơn, được những người giỏi hơn chỉ bảo. Và công ty thì có những chế độ đãi ngộ rất là tốt cho nhân viên. Nhưng mà đánh đổi lại là bạn sẽ không có thời gian cho bản thân. Và số tiền kiếm được thì chắc chắn là sẽ thấp hơn công việc freelancer. Sau khoảng thời gian cày bục mặt ra thì mình nghĩ là đốt sức khỏe của mình. Mình cần dạo này cảm thấy hơi yếu đuối nên mình quyết định là sẽ sống chậm lại một chút. Kế hoạch làm video của mình thì sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Có thể là mỗi tuần một vlog, thêm một vài video về liên quan đến tip trick mà mình biết trong ngành multimedia. Cảm ơn các bạn đã xem vlog xàm xí đầu tiên của mình. Và mình hứa là một
khi mình tự tin lên trước ống kính quay thì mình sẽ bật đèn lên.